thi đấu trong trận bán kết 2 của chúng ta GF1 với sự xuất hiện của Gimmy Do Sao cũng như là Makaha. Vâng, sự góp mặt của hai thành viên đến từ team FH, FH Ngọc Sầu Múi và FH Quốc Hùng 2K. Tôi Dại Dột xuất hiện với hai thành viên là Tôi Dại Dột 1234 cũng như là Tôi Dại Dột 3456, hay còn được biết đến với những cái tên là TG Fit cũng như là TG Stillness. Vâng, cái team thứ tư đó chính là team Song Kiếm Hợt Bích, và với sự xuất hiện của Kikit và Google ạ. Chính xác là như vậy. Và đây rồi, trận đấu đầu tiên trong loạt BO3 của bán kết 2 giờ Chosen Couple mùa thứ 7 đã được diễn ra rồi, và đang có màn hình máy của tuyển thủ Tôi Dại Dột 1234 với cái nickname là Stillnet. Anh chàng này đã có cho mình một con Warwick cùng với đó là hai mảnh đai lưng. Vâng, một con Warwick 2 được update ạ. Liệu rằng TG Tôi Dại Dột 1234 có quyết định đánh cho mình Warwick hay không đây? Tôi đánh giá cái việc có một cái đai lưng này có thể là đánh được, bởi vì Warwick với cái lượng đồ tanh và hai quyền trượng nó cũng là một gì đó, việc mà Warwick lên sớm như này có thể là đánh được thôi. Có thể là như vậy, khi mà Tôi Dại Dột 1234 có cho mình là hai mảnh đai lưng cũng như là một mảnh nước mắt thì có lẽ là một cái giáp máu dành cho vị trí Warwick. Đúng là như vậy rồi. Warwick cống hiến quá anh Bon ạ, khi mà một lần nữa lại thêm một con Warwick nữa. Nhưng tôi nghĩ rằng TG Stillnet nên suy nghĩ, bởi vì đây là một trận đấu chung kết và những cái đối thủ mà anh chàng này gặp trong buổi tối ngày hôm nay không phải là những đối thủ quá đơn giản cả. Tôi nghĩ rằng là anh ấy đang suy nghĩ và anh ấy không muốn đánh cho mình bộ Warwick này đâu. Để đưa ra một cái dự đoán trong cái lobby 4 đội tuyển thi đấu trong ngày hôm nay thì thực sự là quá khó để có thể đoán xem được đội tuyển nào sẽ giành cho mình cái tấm vé đi đến với trận chung kết, khi mà 8 thành viên của cái lobby trận bán kết 2 này là những cái tên rất gạo cội. Họ đã gặp nhau và đối đầu nhau quá nhiều trong các giải đấu cũng như là việc gặp nhau ở trong rank quá nhiều rồi. Nên là mình nghĩ là ở trong trận đấu bán kết 2 này, những đội tuyển mà muốn vượt qua được cái trận bán kết 2 này thì phải thêm một cái chút may mắn nữa. Vâng, thì chúng ta có thể thấy trên màn hình đó là một con đang trách nhà đến từ vị trí của Stillnet rồi. Có nhà đã có một cái vô cực trên người con Kalista, hai con Seth. Tôi đánh giá ở phiên bản này Seth thực sự đang quay trở lại, khi mà cái sức mạnh của con Seth khi mà có đủ 3 đồ là rất mạnh rồi. Chính xác, đối đầu với cả Gimmy Do Sao, chàng trai ở bên phía team của GF đã có cho mình một con Brand cầm cho mình bùa xanh cũng như một cái gậy quá khổ, nhưng phải gục ngã trước đội hình hai đấu sĩ của TG Stillnet. Bài buôn tướng của TG Stillnet tôi đánh giá rất cao khi mà đang có cho mình một con Warwick 2 cầm giáp máu cũng như là một đôi set lượng sát thương gây ra ở tuyến sau bằng Brand. Nó đảm bảo cho TG Stillnet có thể đánh được win streak trận này. Vâng, đã có cho mình một kiếm hắc ám hoặc gậy quá khổ, TG Stillnet quyết định sẽ chọn kiếm hắc ám rồi. Anh chàng này muốn đánh cho mình đội hình gì đây khi mà đã có hai con set? Tôi nghĩ rằng anh ấy muốn có huyết kiếm cho Seth hay sao đây, và vẫn bắt lại hai con Syndra. Bài hướng đi phát triển của đội hình TG Stillnet hoàn toàn anh chàng này có thể theo hướng Thema được, khi mà đã có hai con tướng Thema ở trong đội hình là Kalista cũng như là Brand rồi. Nếu mà ra được thêm Nunu nữa thì hoàn toàn có thể thay vào vị trí của Seth để đánh cho mình là đội hình đấu sĩ và Thema. Chính xác là như vậy, và một nhà đã gắp cho mình găng đạo tặc hắc ám rồi. Tôi nghĩ rằng với việc mà có hai con set này, việc lên set 2 sớm cũng sẽ là một lượng ngưỡng sức mạnh rất lớn dành cho Stillnet rồi. Gặp cho mình đối thủ là Ngọc Sầu Múi, gặp người thầy của mình Ngọc Sầu Múi ghép cho một con Khaozix cầm cho mình một cái tim băng hắc ám, dứt điểm đi vị trí của Brand. Warwick đang cào vào, nhưng mà có lẽ với lượng sát thương cũng như là lượng máu của đấu sĩ thì sẽ là một trận đấu tiếp theo dành cho TG Stillnet mà thôi. Hàng chờ của Ngọc Sầu Múi thì đang có một đôi Virus, có thể là hướng đến đánh Virus này. Khi mở phiên bản 11.11 này, nếu mà các bạn muốn đánh cung thủ, hoàn toàn các bạn có thể top 1 bằng cung thủ được. Có thể các bạn sự lựa chọn bằng slow roll. Rất tuyệt vời dành cho Stillnet khi và mà anh chàng này. Đây là cái điều mà tôi muốn nói, một con Nunu từ sớm và sẽ là ba thế ma và hai đấu sĩ. Một cái lối đẹp cơ bản thôi. Bài đấu đang rất tuyệt vời dành cho TG Stillnet ở khoảng thời gian đầu trận đấu rồi. Một bài khởi đầu rất là tuyệt vời dành cho Stillnet rồi. Chúng ta cùng đổi màn hình máy sang màn hình máy là của ai đây? Tôi đang muốn xem đó là màn hình máy của ai. Đang check nhà liên tục, check nhà rất kỹ, quát trình cho những người đồng đội của mình. Vâng, đây là màn hình của NS Kit Kit. Có cho mình một con Kalista cầm giao điện hắc ám,
khá là một cái giao diện static hắc ám được dồn cho vị trí của Kalista. Và gặp cho mình là tôi đã dồn 3456 TG Fit thì đang có một Kalista còn vô cực, nhưng mà có lẽ TG Fit phải nhận cho mình một trận thua rồi. Lượng tiền của Kikit, Kikit đang suy nghĩ trong bán tướng nào không và quyết định là không, đang ôm lại hai con Brand cũng như là một con Jaira. Như anh Bon có thể thấy là cái việc ở phiên bản trước chúng ta thấy cái việc đầu game chúng ta ra một con Pantheon là rất tuyệt vời, nhưng ở phiên bản này việc mà ra một con Nunuba nó cũng tuyệt vời tương tự như vậy. Chính xác là như vậy. Và trong round đấu 2.3 vừa rồi thì Gấu Gò đã dứt điểm đi cái mạch thắng của TG Sunet khi mà Gấu Gò đã âm 5 ở turn 2.3 và đã có cho mình đội hình ác quỷ và một cái giao diện static trên ngửa con dích rồi. Lượng sát thương là quá lớn, TG Sunet phải nhận cho mình một trận thua. Cước Hùng lấy cho mình một con Victor cầm một cái cung hắc ám. Gấu Gò thì sao? Lấy gì đây? Kít kít, tôi nghĩ rằng sẽ lấy con Brain này để có thể lên Brain 2 giữ máu cho mình rất tuyệt vời ở đầu game thôi. Việc lên, vâng, vừa nhặt Brain thì trong một cửa hàng lại một con Brain 2 cầm cho mình mảnh kháng phép hắc ám và lên 5 và thay con Jaira vào để kích hoạt cho mình là ma pháp sư. Bỏ xét đi, mình nghĩ là hoàn toàn hợp lý khi mà lượng tiền bây giờ bắt đầu phải được ưu tiên là mốc 10 tiền rồi. Vâng, Kit Kit đang muốn đợi cho mình đó chính là con Nunu ra. Việc mà ra Nunu ở thời điểm này sẽ giúp cho Kit Kit đép được lượng máu rất tốt, lắp đồ rất sớm đến từ vị trí của tôi dại dột 3456 rồi. Khán giả của chúng tôi, nếu mà các bạn đang xem đường truyền ở trên Facebook hoặc là ở trên YouTube thì các bạn nếu mà muốn xem không bị delay và muốn xem trực tiếp các thao tác của các tuyển thủ một cách nhanh nhất thì các bạn có thể qua Nimo xem để không bị delay. Vâng, có lẽ là với cái việc mà có một cái giao điện hắc ám thì lượng sát thương bây giờ sẽ được đảm bảo dành cho Kit Kit, giúp cho anh chàng này đép máu ổn định trong đầu game rồi. Và tôi nghĩ là một chiến thắng không. Wow, con Jaira làm được không đây? Zik sẽ ném được pha này và sẽ là một chiến thắng dành cho GUG mà thôi. Tưởng chừng như là Kit Kit có thể dứt điểm đi cái chuỗi GUG nhưng mà không. Kit Kit thua một round và tạo điều kiện cho người đồng đội của mình là GUG vẫn có cái mạch thắng chuỗi thắng 4 rồi. Vâng, Kit Kit đã có cho mình 3 long tộc rồi, liệu có rằng muốn đánh long tộc hay không đây? Bởi vì những cái mảnh đồ này hoàn toàn có thể đánh long tộc, nhưng việc bỏ đi con Brain 2 và con Kalista ở thời điểm này là không nên. Vẫn đang muốn có long tộc, đã có long tộc cho mình để có thể tích được lượng tiền và đẩy cái lượng tiền của mình hoàn thành lên cái mốc 20 và nhiều hơn nữa rồi. Thua một turn khá là đáng tiếc dành cho Kit Kit. Một cái chú ý nhỏ nhỏ khi mà các khán giả, các bạn chúng tôi, nếu mà các bạn leo rank ở cái phiên bản 11.11 này thì thường cái việc sắp xếp đội hình của các bạn nên ưu tiên sắp xếp về bên phải hơn là sắp xếp về bên trái, khi mà ở trong cái phiên bản này rất nhiều thây ma thì cái việc sắp xếp đội hình ở bên phải nó sẽ giúp cho các bạn né đi được vị trí của con Sion. Vâng, khi mà con Sion được triệu hồi, khi mà con Sion nó lao ra thì chắc chắn cái việc cuồng nộ của con Sion nó sẽ là một lượng sát thương cực kỳ lớn khi mà bạn đứng ở phía bên trái và thẳng mặt với con Sion rất chính xác là như vậy. Và sau 5 round mà Makaha chỉ còn lại cho mình 74 máu, Cước Hùng 82, TG Fit 84, Ngọc Sáu Múi 86, Kimmy Do Sao 88, TG Snes 96 bằng với số máu GUG và TNS Kikit thì cũng đã mất đi cái chuỗi win, chỉ còn lại cho mình 97 máu. Cái chuỗi của Kikit thì nó cũng không phải là cái chuỗi quá đẹp khi mà đang là cái chuỗi zig zag. Kikit có vẻ như là khá yêu thích bộ môn XO nên là đang đánh cho mình một cái chuỗi zig zag. Khá là phân vân cho Ngọc Sáu Múi khi mà tôi thấy rằng là Ngọc Sáu Múi vừa update cho mình một con Varus 2 và một con Hecarim 2. Và đương nhiên rồi, cái bài Hecarim là một bài tủ của Ngọc Sáu Múi. Liệu rằng anh chàng này có muốn xoay bài không? Kikit ra cho mình 6 vàng, trong đó có một con Victor, một con Hecarim, một con Brand, một cái cung nữa dành cho vị trí của Kikit. Đang suy nghĩ lở ra một quả trứng, liệu rằng có phải Udia 2. Đúng là như vậy rồi. Thực sự cảm giác như cái turn vừa rồi muốn nói với Kikit rằng là anh chàng này hãy đánh kỵ sĩ đi. Khi mà ra ba con tướng đều trong bộ kỵ sĩ, anh chàng này quyết định là không đánh cho mình bộ kỵ sĩ rồi. Đang suy nghĩ việc lắp đồ luôn để có thể giữ máu cho mình. Có lẽ là một cuồng cung thôi. Cuồng đao thôi. Cuồng đao hay cuồng cung? Đang suy nghĩ một chút. Thực ra thì tôi không thích cái cuồng đao dành cho vị trí của Kalista, nhưng mà hình như là cái đang muốn ghép cái cuồng đao này dành cho vị trí của Kalista. Và đúng là như vậy rồi. Đồ Kalista nếu mà ra một con Ash 2 thì cái hoàn toàn có thể swap được cái đồ này dành cho vị trí của Ash. Tôi hiểu ý của anh Bon khi anh Bon muốn lắp cái cùng cung cho con Brain để có thể con Siren có ngay hai đồ khi mà nó lao ra
nếu mà Kikic có Sion, nhưng đây là lúc Kikic chưa có Sion. Chính xác, đây là cái câu chuyện của tương lai thôi. Khi mà một cái cuồng đao đã được ghép trên người của Kalista rồi, Tegafit thì vừa bị thêm một trận thua nữa, chỉ còn lại cho mình 78 máu thôi. Makaha đã giữ được máu ở ngưỡng 74 rồi. Chúng ta quay trở lại màn hình của tôi dại dột. À đây không phải là màn hình của tôi dại dột, đó chính là Ngọc Sáu Múi. Ngọc Sáu Múi đang có cho mình một con Varus. Wow, lợi tức là rất tốt đến từ vị trí của Ngọc Sáu Múi, đúng như cái phong cách đánh của anh vậy. 3.2 và đang là level 6 và có ngưỡng cho mình là 32 tiền rồi. Một cái vô cực kiếm cũng như là huyết kiếm được đẩy cho vị trí của Varus. Tôi nghĩ rằng đây là những món đồ dành cho Raven, nó sẽ hợp với có thể là The Raven, và thậm chí nếu mà sexy hơn thì Ngọc Sáu Múi hoàn toàn có thể sử dụng được bộ bài slow roll ở level 6 và đánh cho mình là kỵ sĩ và cung thủ. Nghe thì có vẻ là khá vui tai khi mà kỵ sĩ lại kết hợp với cung thủ, nhưng mà ở phiên bản này nếu mà các bạn chưa thử thì các bạn hoàn toàn có thể đánh cung thủ với kỵ sĩ ở phiên bản này, rất khỏe, thực sự là như vậy nếu mà lên được con Varus 3. Vâng, thì có lẽ tôi sẽ về nhà và thử những cái bộ bài kỵ sĩ. Tôi biết rằng cái việc kỵ sĩ không bị giảm sức mạnh và cái lượng chống chịu của kỵ sĩ rất lớn, nhưng ở đây tôi đã dùng 1-2-3-4 có cho mình một con Vel'Koz khá là sớm ở level 6. Anh chàng này có vẻ roll nhẹ thì phải. Một con Sion lao ra với 3 đồ. Sion lao ra lao với 3 đồ là một cái giáp máu cũng như là Zeke hắc ám. Đối đầu với cả một cái team băng trên người của Hecarim thì hơi khó dành cho TG Stunet rồi. Phải nhận một trận thua và chỉ còn lại cho mình là 90 máu mà thôi. Bài của Ngọc Sáu Múi rất đẹp, anh chàng này muốn để cho mình con Varus này để đép giữ đồ cho con Raven thôi, khi mà anh chàng này bắt lại rất nhiều suy vong rồi. Chính xác, đang một hướng tới suy vong. Đó chính là Ngọc Sáu Múi. Với một cái Neko ra thì hoàn toàn có thể là một con tướng 4 tiền 2 sao từ sớm dành cho vị trí của Ngọc. Và cái lượng tiền của Ngọc Sáu Múi rất nhiều. Tôi rất đánh giá cao cái việc trong trận đấu này việc Ngọc Sáu Múi có thể vào top rồi. Người đang cháy và tôi đang để ý một cái lobby mà các bạn đang ghép cuồng đao rất nhiều. Cuồng đao và giao điện, các bạn đang ưu tiên ghép rất nhiều trong cái lobby này. Liệu rằng có phải là những pha tranh tướng ở những khoảng thời gian của round 4 chấm hay không thì chúng ta hãy cùng chờ xem, khi mà quá nhiều cuồng đao đã được ghép ở trong cái lobby này rồi. Chúng ta có thể thấy cái việc chống chịu của con Hecarim 2 ở 3.3 rất lớn, rất khó để hạ của con Hecarim này, trong khi nó cầm một cái team băng hắc ám rất khó chịu. Tuy hơi bóp một chút cho con Varus vừa rồi, vẫn là với một cái thắng. Khả năng lao vào kỵ sĩ cùng với cái đồ suy vong, cùng với đồ hắc ám ở trên những con tướng suy vong như kiểu là Hecarim, nó tạo ra cái độ khó chịu cho cái dàn sau của những người đối thủ phải đối đầu với cả đội hình của Ngọc Sáu Múi. Nếu các bạn chưa biết thì Hecarim ở bản sau sẽ bị nớp đi cái lượng sát thương của chiêu cuối. Nếu các bạn nào đang muốn thử Hecarim thì hãy thử ngay luôn đi khi chúng ta vẫn còn cơ hội. Trong khi đó Tegafit đã lấy cho mình một con Rell cầm cho mình là gậy quá khổ hắc ám rồi. Kikit lấy cho mình một con set cầm BF khá ngon. Tôi đã dùng thì lấy một mảnh kháng phép trên ngưỡng Kama. Ngọc Sáu Múi cũng là kháng phép, rất nhiều kháng phép ở round đi chợ 3.5 này. Vâng, Ngọc Sáu Múi vẫn đang check nhà, đang xem nhà cho người đồng đội mình. Ngọc Sáu Múi nhặt cho mình một con Ash cầm mảnh kháng phép. Anh chàng này đang muốn suy tính gì đây khi mà bắt lại cho mình con Nautilus. Không có thì không thể nhặt cho mình món đồ suy vong. Áp 7 luôn, vẫn là phong cách của Ngọc, và roll nhẹ một con Volibear, một con Warwick sẽ được thay vào để lấy cho mình hai đấu sĩ, hoàn toàn là hợp lý thôi. Mình nghĩ là sẽ tạm thời dừng lại ở đây. Ngọc đang muốn giữ cho mình streak, nếu mà giữ được đến turn quái sẽ là rất tuyệt vời dành cho Ngọc rồi. Một cái chuỗi thắng 5 dành cho vị trí Ngọc, gặp cho mình đối thủ là Tegafit. Và Tegafit đã có một con LeBlanc 2 đồ rưỡi rồi, có biến sát thủ đến từ vị trí của Morgana. Nhưng mà câu chuyện được đặt ra là con LeBlanc này của Tegafit liệu rằng có ra được cái bộ xanh hắc ám hay không, thì đó là câu chuyện của tương lai. Vâng, con Hecarim 2 ở thời điểm này khá khỏe, nhưng con LeBlanc đã dứt điểm đi vị trí rồi. Bị dứt điểm đi, nhưng mà còn đó là Clet và một con Volibear 5 tiền. Liệu rằng con LeBlanc này có thể dứt điểm đi cái chuỗi thắng của Ngọc hay không? Và câu trả lời là không. Lượng tốc độ đánh nó là đủ của Clet để giúp cho Ngọc có thể giữ lại được cho mình cái win streak 6 này. Vâng, với lượng máu rất nhiều từ cái giáp tinh thần sa ngã, nhưng khi mà được hồi sinh dậy bởi giáp tinh thần sa ngã thì lượng tốc đánh của con LeBlanc giảm đi rất nhiều. Chính xác là như vậy. Lượng tốc độ đánh giảm đi, lượng máu được cộng thêm từ cái giáp thiên thần. Nó sẽ rất phù hợp với những con chống chịu như những con tanh, rất tuyệt vời. Và GUG đang là người có số máu cao nhất trong lobby với một bài đấu ác quỷ 88 máu. Makaha 62,
Tinkerfist 66, Quốc Hùng 70. 73 là số máu của Kimizosa. Tôi đang thấy rất nhiều giao điện được lắp ở trong cái lobby này rồi, mặc dù giao điện đã bị giảm sức mạnh nhưng vẫn chưa thể hết độ hot của nó. Một cái án tử vào một con Varus rồi. Án tử rất khó chịu. Đến từ đội hình của Makaha, Volibear hất tung hai thành viên, tiếp tục bắn đến từ vị trí của Varus. Còn đó là một con Ad 2 và Varus bên kia bắn có vẻ lực hơn rồi, một CC quá tốt. Có lẽ là tôn này Ngọc Sáu Mũi sẽ phải mất streak thôi, đúng là như vậy rồi. Hơi đen khi ở 3.6, Ngọc Sáu Mũi đã mất cho mình streak 6 rồi. Nếu mà tôn này Ngọc Sáu Mũi có thêm một chiến thắng thì thực sự là hơi đáng sợ cho cái lobby này, khi mà lượng tiền của Ngọc sẽ đẩy lên mốc 50, là lượng tiền rất cao dành cho vị trí của Ngọc. Một tơn thua khiến cho Ngọc Sáu Mũi mất rất nhiều tiền, rất đáng tiếc dành cho Ngọc Sáu Mũi rồi. Vẫn đang thay form hay sao đây, cho mình con Nautilus vào rồi. Tôi nghĩ rằng việc cho con Warwick vào sẽ tuyệt vời hơn cho Ngọc Sáu Mũi khi mà đã có đấu sĩ và suy vong. Đây, chính xác như vậy rồi. Chỉ là những cái pha ướm của Ngọc mà thôi. Vâng, liệu rằng tơn sói này sẽ có những tơn đồ gì đây? Chúng ta làm xem tơn đồ liệu rằng có ra đồ gì đâu. Một mảnh kháng phép cũng như là một mảnh găng dành cho vị trí của Ngọc. 40 tiền và 50 tiền đã có rồi. Tôi lại dột TG Smash up cấp 7 tơn 4.1. Gimmy do sao cũng là như vậy, GOG cũng là như vậy, Kikit Quốc Hùng cũng là như vậy, Sejuani 2 là nhà của Gimmy do sao, Katarina 2 là nhà của TG Fit. Các bạn đang update đội hình rất mạnh ở những round 4.1 rồi, những round đầu tiên của 4 chấm. Vâng, chúng ta có thể thấy Gaina 2, TG Sumlet. Tôi vừa nhìn thấy Gimmy Nho Sâu có cho mình một con Temo thì phải. Đúng rồi, đúng là như vậy. Và TG Sumlet cũng đã có cho mình một con Dyna 2. Đây là GUG đang có một con Kennen cầm hai đồ quá đẹp đi. Một cái giáp thiên thần cũng như là một cái quỷ thứ hắc ám dành cho vị trí của Kennen. Giao điện cũng như là một cái cuồng đao được ghép cho Zeke, nó sẽ đảm bảo cái lượng sát thương ở tuyến sau dành cho đội hình của GUG. Màn hình của Gimmy Nho Sâu hơi giật một chút khiến cho chúng tôi không thể nhìn thấy những cái pha combat trong trận đấu của Gimmy Nho Sâu rồi. Chúng ta cùng quay trở lại với màn hình của tôi dạy dột. Tôi dạy dột, đây là chàng trai TG Fit của chúng ta đang đánh cho mình cái đội hình sát thủ 4.2. Liệu rằng TG Fit có ra được cái nước mắt hắc ám không? Và câu trả lời là không. Chỉ là ra những cái đồ thủ thôi, chỉ là ra những cái mảnh đồ thủ dành cho TG Fit mà thôi. Với một cái Libre lăng mà đồ không quá chuẩn thì khá khó cho TG Fit. Rất khó. Cái đao. Bởi vì thường bộ sát thủ những cái round 4 chấm như này thì là sức mạnh của bộ sát thủ sẽ đẩy lên cực kỳ cao, khi mà gần như là bộ sát thủ sẽ chiến thắng toàn bộ trong những cái round 4 chấm. Nhưng mà với cái lượng đồ này, liệu rằng TG Fit có thể có cho mình là giữ streak không? Đang muốn up cấp 7 hay là slow roll tiếp tục ở 6 đây? Và up cấp 7 rồi, cho ba suy vong và một cái quỷ thư hắc ám được dành và muốn swap đồ cho Katarina. Nhận ra rằng Libre lăng quá khó để có thể carry ở thời điểm hiện tại. Một pha swap đồ mình đánh giá khá cao khi mà đã có cho mình quyết định lên 7. Bởi vì sao? Bởi vì Katarina là con tướng 3 tiền, roll 7 là hoàn toàn hợp lý. Mình nghĩ pha swap đồ này là pha swap đồ tỉnh táo. Nhưng mà liệu rằng con Katarina này có giúp được cho TG Fit vào trong top ở trận này hay không thì chúng ta hãy cùng chờ đợi. Chúng ta có thể thấy một quyết định rất thông minh đến từ vị trí của TG Fit, bởi vì anh ta cảm thấy việc đồ vừa xấu và roll có thể sẽ không ra ở thời điểm này. Chính xác là như vậy, một con Libre năng phải chờ thêm một cái nước mắt hắc ám nữa, nó là quá lâu hốp dành cho vị trí của TG Fit. TG Fit quyết định là swap đồ cho Katarina và lên 7, kích hoạt cho mình là 3 suy vong và 2 bí ẩn rồi, có biến sát thủ dành cho vị trí của Morgana. Nhưng đội hình của TG Fit tôi nghĩ chưa phải là giữ được máu đâu. Nếu mà gặp những nhà quá mạnh thì hoàn toàn TG Fit có thể bị đấm rất là đau, bởi vì đội hình TG Fit đang có khá nhiều màu sắc, thực sự là như vậy. Tôi tin rằng nó vẫn cảm thấy nó hơi thiếu đam một chút. Vâng, một cái áo choàng đen đậm hắc ám có thể chiếu cả đội hình của mình, một pha chiếu có lẽ là rất đẹp. Không rồi, không đẹp một chút nào cả, khi mà chỉ chiếu được con Lulu thôi. Đội hình của GUG khá là mạnh trong thời điểm này, liệu rằng là có đủ hay không đây? Một con Nunu 2 tầm này khá mạnh khi một chiêu có thể nuốt luôn một thành viên của đối phương rồi. Con Kennen đã áp sát được, rất khó chịu. Nunu có cho mình một cái tim băng hắc ám cũng như là máy chiếu, rất khó chịu. Một cái random đồ hắc ám được ghép cho Nunu, vâng, lượng sát thương khá nhiều nhưng mà sẽ bị dứt điểm trong tuần này mà thôi. Vâng, thua khá đẹp, thua một con mà thôi, chút nữa thôi thì chỉ là thua những cái bóng của ác quỷ thôi. Một con Timo, nhưng mà có lẽ TG Fit sẽ
Thế này hơi đen thì cho Tiger Fit nếu mà muốn lấy nước mắt Viago, Viago tôi nghĩ là ok hơn là cái việc mà lấy nước mắt. Chính xác là như vậy rồi, một con Viago cầm cung dành cho vị trí của Tiger Fit. Trong khi đó tôi dại dột 1, 2, 3, 4 lấy cho mình một cái mảnh giáp. Cuối cùng thì sao, lấy được Timo rồi. Gimmy do sao, một con chân đồ cầm gậy quá khổ. Liệu rằng có phải là một con Timo 2 ở 4.5 dành cho Quốc Hùng hay không đây? Khá khó, tôi không biết rằng anh chàng này có Neko hay không. Không rồi, anh ấy muốn lên 8 và run cho mình Timo. À không, không, tôi nhầm rồi. Lên 8 và có lẽ là chỉ để run khung lại bài một chút thôi, cho Timo vào và tiếp tục là ra Timo. Liệu rằng có bắt không? Bắt luôn rồi. Nếu mà là Timo 2 thì rất là ngon ở thời điểm hiện tại dành cho Quốc Hùng. Chính xác là như vậy, anh ấy muốn lên Timo 2 ở thời điểm này rồi. Đang run, có lẽ là dừng lại thôi, dừng lại một chút, một hai cái Iron Sorry được random trên người con Nunu vẫn roll. Và đây là nhảm Makaha đối đầu với nhảm Quốc Hùng, trong khi đó Tiger Fish chỉ còn lại cho mình là 45 máu mà thôi, ngọc 6 muối 47. Với cái hai một cái random hai dây chuyền Iron Sorry hắc ám này, lượng tanh của Quốc Hùng là rất cao, liệu rằng có thể đủ để càn vào với cái đội hình. Vâng, một con as ulti quá đẹp dành cho con Varus rồi, bắn có được hay không đây? Đang càn vẫn vào, vẫn CC, vẫn CC còn đó, nhưng mà Varus này đã stack qua, wow, bị luốt đi bởi con Nunu và sẽ là một chiến thắng dành cho Quốc Hùng thôi. Trong khi đó Makaha đang có cho mình là 7 con Varus rồi và rất nhiều tiền này cho Makaha thôi. Tôi nghĩ là tơn quái là Makaha sẽ xả tiền, hoặc anh chàng này có thể hoàn toàn bây giờ xả tiền luôn. Chính xác là như vậy, anh chàng này đã lên cho mình Varus 3 rồi, rất tuyệt vời. Rất sớm, 3 Varus 3, trước tôi 5.1 tôi nghĩ là khá ổn rồi. Anh chàng này sẽ đẩy lại máu thôi, up 7 để đẩy lại máu, giữ cho mình lượng máu thôi. Bởi vì lượng máu bây giờ của lobby rất cân, người cao máu nhất cũng chỉ là 74 và người thấp máu nhất của chúng ta là 33 rồi. Và TG Steelnet thì đang đánh cho mình đội hình Đồ Long và Quân Đoàn, một đội hình có lẽ khá ít người chơi ở cái phiên bản này, nhưng mà nếu lên được 2 sao như kiểu con Mordor Kaiser 2 thì hoàn toàn có thể là vào top bằng cái đội hình này được. Vâng, chúng ta có thể chuyển qua màn hình của Ngọc Sáu Múi. Ngọc Sáu Múi có cho mình một con Hammeringer nhưng đã bị dứt điểm. Gặp cho mình đối thủ là quá mạnh là Tiger Fit, bởi vì đã có cho mình là Viago rồi. Chỉ còn lại cho 20 máu dành cho vị trí của Ngọc mà thôi. 4 thuật sĩ đang được đánh bởi đội hình của Ngọc. Ngọc quyết định xoay 180 độ chuyển qua đánh thuật sĩ chứ không phải là Raven như tôi đã dự đoán. Kama 2 và đang dư một cái Neko. Có rất nhiều năm tiền dành cho đội hình của Ngọc rồi. 5 con thiếu 5 tiền đã được xuất hiện trong cái đội hình của Ngọc. Ngọc đang cần thêm một con 5 tiền nào đó nữa để có thể sử dụng cái Neko này cho mình. Bởi vì Ngọc đã cạn tiền rồi mà vẫn tua nhà TG Fit. Đó sẽ là một ngưỡng báo động dành cho Ngọc. Rất khó khăn. UG thì vẫn đang cháy cái đội hình ác quỷ của mình. Một cái team băng được ghép cho vị trí của con Volibear. Một cái mảnh BF lẻ tiếp tục chỉ là ra 6 vàng mà thôi. Vâng, một mảnh BF lẻ sẽ không có tác dụng gì, roll thôi. Liệu rằng có tướng 5 tiền nào hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem pha roll này của Ngọc. Volibear, Volibear 2 bây giờ nó không thể carry team được. Rất khó dành cho Ngọc rồi. Bán đi kin vẹt và cho một con Rell vào để lấy thêm lượng CC. Vẫn chưa thể dùng được Nico đến từ vị trí của Ngọc rồi. Quá khó. Xét 3 đến từ vị trí của Quốc Hùng. Vâng, Rell 2 đến từ nhà của Kikit. Update khá nhiều rất từ kinh khủng rồi. Set 3 ở từ 5.1 rồi. Give me do sao một con Rai 2. Vâng, Varus 3 được thử luôn vị sức mạnh của Varus 3 ở thời điểm 5.1 đến từ vị trí của Ngọc 6 múi rồi. Gặp cho mình một con Varus 3 và bản nếu mà Vũ không nhìn rõ thì có cả thêm một con Threat 3 nữa. Chính xác đó như vậy. Đó là một con Threat 3. Lượng sát thương là quá lớn đến từ vị trí của Varus này. Dứt điểm đi Timo và Homeringo. Lượng máu của Ngọc chỉ còn lại là 4 máu mà thôi. Tôi dạy rồi, Tiger Fit đang giữ được máu với bài đấu sát thủ của mình. Tiger Smith chỉ còn lại cho mình 38 máu. GOG thì sao? Liệu rằng có giữ được cái win streak này của mình hay không? Tôi khá bất ngờ với quyết định của Ngọc khi mà không đánh cho mình bộ suy vong nữa, quyết định xoay sang cho mình đó chính là bộ thuật sĩ, với việc là roll rất nhiều 5 tiền ở 8, không lên được một con nào cả. Khá khó bởi vì đây là 5 tiền chứ không phải là 4 tiền. Đây là việc mà lên được những con tướng 2 sao 5 tiền ở cái thời điểm này là rất là khó, khi mà Ngọc đang sở hữu cho mình là rất nhiều 5 tiền trong đội hình. GOG thì đã mất đi cái chuỗi win streak của mình rồi. Tôi dạy rồi, update một con Dyna 2. Với cái việc mà con
Heverinker cầm dây cái hắc ám vô cực và một con Timo cầm huyết kiếm, rõ ràng đây là đồ Raven rồi. Anh chàng này xoay rất táo bạo. Anh ấy muốn vâng, quyết định phải Neko thôi, không để chờ nữa. Đây là Seth 3, là người đồng đội của Ngọc Sáu Múi. Con Seth thì mới chỉ là có hai đồ thôi. Liệu rằng Ngọc có thể giành chiến thắng tối này không? Syndra vào tốt. Seth bị CC rồi. Và có lẽ là một chiến thắng dành cho Ngọc. Vâng, lượng đam của con Heimerdinger với hai đồ này là rất lớn. Chỉ sợ là Heimerdinger không dùng được chiêu thôi. Trong hai turn vừa rồi, Heimerdinger của Ngọc Sáu Múi không dùng được chiêu. Ở turn này đã dùng được chiêu và thực sự rất mạnh rồi. Chính xác là như vậy. Vâng, chúng ta vẫn là pha check Ngọc để dãy, check nhà để dãy của Ngọc rồi. Vâng, rất đáng tiếc khi vừa sử dụng Neko xong thì lại ra một con Heimerdinger. Nhưng mà có lẽ trong turn vừa rồi Ngọc không còn lựa chọn nào khác, khi mà lượng máu của mình chỉ còn là 4 máu thôi, không thể chờ nữa. Quá khó dành cho Ngọc rồi. Vẫn muốn trách nhà, lượng máu khá chênh khi Ngọc tụt máu khá nhiều ở turn 4 chấm vừa rồi. Rất 63 khó. Là số máu GUG update một con Yasuo 2 sao tiếp theo dành cho vị trí Kikit. Gimmy do sao 45, Quốc Hùng 39, Makaha 41 và hai thành viên của tôi Dại Dột đang có cho mình 29 và 20 máu. Kikit thì đang đánh cho mình đội hình quân đoàn và thây ma. Như anh Bo đã nói, Ngọc đã để con Heimerdinger ở góc bên trái và bây giờ sẽ là một con Sion phi ra, nó sẽ đấm ngay vào những hàng nhưng sau. Nhưng mà đây là bốn thuật sĩ, đây là bốn thuật sĩ, không phải là vấn đề gì quá lớn, vẫn đang là giữ được máu. Hai thành viên của tôi Dại Dột đồng cho mình là 20 máu, Kikit 23. Tôi năm vòng đi chợ 5.5 này. Liệu rằng có con tướng nào đây để cho Ngọc lấy không? Heimerdinger. Liệu rằng có xuất hiện không? Chúng ta cùng chờ xem. Có Heimerdinger, thậm chí là Heimerdinger cầm cốc. Sẽ là vừa búp cho mình đam cho con Heimerdinger Ngọc này. Ngọc Sáu Múi sẽ lấy được con Heimerdinger 2 này. Rất tuyệt vời cho Ngọc Sáu Múi khi mà chàng trai chúng ta đã có một con Heimerdinger 2 và có thêm cho mình một cái cốc rồi. Tôi đồ tin rằng vấn đề của Ngọc bây giờ sẽ chỉ là hàng tanh thôi. Khi mà đã có 4 thuật sĩ rồi thì con Heimerdinger này chỉ cần bài được thả của chiêu Ngọc thôi. Bây giờ lại là một bài rất là mạnh nha, khi mà có cho mình một Heimerdinger 2, 4 thuật sĩ và có một con Volibear 2 ở tuyến trên rồi. Đó là chính xác là như vậy, khi mà con Garen cũng đã có giảm kháng phép. Lượng sát thương của con Heimerdinger 2 này, 4 thuật sĩ này rất lớn rồi. Thực sự là nếu mà con Heimerdinger này xả được một lần kỹ năng thì rất kinh khủng. Lượng sát thương mà quá lớn đến từ cái vô cực kiếm cũng như là crit phép. Cùng với đó là búp cốc nữa. Và tốc đánh của con Heimerdinger này là rất cao. Với cái nội tại cộng vào của thuật sĩ nữa thì sẽ rất là tuyệt vời. Tại sao Ngọc lại không để chính xác là như vậy? Không rồi. Không, chỉ làm những cái pha xếp lừa đối thủ thôi. Gặp cho mình nhà GUG. Bài của GUG đang đẹp chỉ bằng mới một con Vecot 2 Sojin. Không có quá là điều lo lắng dành cho vị trí Ngọc. Pha sấy này CC tốt đến từ vị trí của Kennen. Và nhưng mà xả chiêu. Ui, một pha cứu cứu sinh, thực sự là cái pha cứu cứu sinh này, nếu mà Ngọc thua thì thua là do cứu cứu sinh, nhưng mà lần xả chiêu thứ hai thì sẽ là sát đao. 16.000 đam đến từ con Heimerdinger này. Quá nhiều sát thương đến từ vị trí của Heimerdinger. Chỉ với hai lần chiêu là sạch bàn vâng, rồi. Vâng, hai thành viên của tôi Dại Dột chỉ lại cho mình 9 máu và 5 máu mà thôi. Tôi Dại Dột 1-2-3-4 với một bài đấu này, Mordekaiser với một con Mordekaiser này ở phiên bản trước thì đúng là quá khủng khiếp. Nhưng đây là phiên bản 11.11 với việc búp cốc hắc ám nữa khá mạnh. Nhưng ở cái lobby này tôi đang thấy đang rất nhiều có nhà mạnh tính rồi. Toán đối thủ Quốc Hùng 2k update một con Timo. Và Quốc Hùng tôi này all in rồi, 11 máu mua được con Timo 2 và chỉ có lại 5 máu thôi, 9-5-5 và 4. Liệu rằng ai sẽ phải dừng lại trong tôi này đây? TG Sweat đang muốn xếp bài sát sườn góc trái. Gặp nhà ai đây? Gặp nhà Ngọc Sáu Múi rồi. Gặp nhà Ngọc Sáu Múi phải đối đầu với con Heimerdinger và thuật sĩ này. Nhưng mà có kháng hiệu ứng vĩnh cửu, liệu rằng có làm nên chuyện được hay không? Volibear. Quá khó khi mà một rất nhiều sát thương, rất nhiều sát thương Heimerdinger. Còn đó, con Mordekaiser này rất trâu rồi. Liệu rằng có nhưng mà Mordekaiser này không có hút máu, liệu rằng có thể làm được hay không? Và câu trả lời là có thể là được rồi. Liệu rằng có thể được hay không? Và không, câu trả lời là không. Ôi, nhưng mà còn đó mà. Cho mình hai máu. Quốc Hùng phải dừng lại ở vị trí 8, trong đó Tê Gofit phải dừng lại ở vị trí 7 rồi. Con Mordekaiser đủ công làm bởi cái re hắc ám nên là không có khả năng hồi phục, nên bị dứt điểm đi bởi vị trí của Kama. Vâng, rất là căng thẳng trong tân đấu vừa rồi, bởi vì cả Ngọc lẫn Steelnet
đều cảm thấy rất... Tôi nghĩ rằng cái pha giao tranh vừa rồi Ngọc và Taylor Swift đều lín thở, thực sự như vậy. Khi mà còn chỉ còn có cho mình là Karma và Mordekaiser trong giao tranh thôi thì hai game thủ chúng ta chắc chắn là rất hồi hộp trong pha đấu vừa rồi. Trong trận đấu vừa rồi thì con Mordekaiser đã đập đi những cái ụ súng của con Heimerdinger, khiến cho Heimerdinger phải mất 2 lần gọi súng ra, rất khó khăn. Chính xác. Đây rồi, cố gắng roll thôi. Một con Jack để lấy cho mình là thiết giáp. Thiết giáp. Bỏ đi cho mình là Viego để... đang muốn lấy thiết giáp đánh nhà Draven thì phải. Chính xác. Anh ta đang tính toán là gặp nhà Draven, liệu rằng có gặp nhà Kiki hay không. Đây là sự tính toán của TG Steelnet. Nếu là gặp nhà ai đây, có vẻ như là nhà của Varus thì phải. Chính xác như vậy. À không, đó là nhà của Teemo. Lốc được Teemo. Lốc rồi. Lốc được Teemo rồi. Liệu rằng có tràn vào được con Teemo này không? Lượng đam của con Teemo này gây ra sẽ rất nhiều đây. Sojin và hai Griffith ném đi mà không dứt điểm. CC quá tốt đến từ vị trí của Daina thì có lẽ là một chiến thắng dành cho vị trí của TG Steelnet rồi. Kiki phải dừng lại ở vị trí top 6. Và TG Steelnet vẫn đang dãy được cho mình. Give me do sao 27, máu GUG 36, Maka 28, trong khi đó người đang cháy duy nhất trong lobby này đó chính là Ngào Sáu Múi với bài đấu 4 thuật sĩ của mình. Đúng là như vậy, nó đúng như cái tên của cái bảng đấu này vậy. Bảng đấu tử thần khi... bảng rất căng thẳng, thực sự là như vậy. Hai người đang có cho mình cái lượng máu thấp nhất thì lại hai người đang dãy rất là tốt. Là đội hình quân đoàn Đồ Long của TG Steelnet cũng như là 4 thuật sĩ của Phát Hèn Ngọc Sầu Múi. Vâng, Teemo 2 đã có trên bàn cờ của Give Me Your Soul rồi. Rất nhiều Teemo ở trong cái lobby này. Vâng, chúng ta có thể thấy đó chính là con Varus. Steelnet đang muốn tính để gặp nhà Varus nhưng không gặp nhà Pháp Sư, nhưng mà tôi nghĩ là hoàn toàn có thể giành chiến thắng trước nhà Pháp Sư này. Khi mà nhà Pháp Sư đang đép cho mình chỉ là hai ma Pháp Sư và ba ác quỷ thôi. The Living né đi quá thông minh. Con The Living này có lẽ là TG Steelnet nuôi khá lâu rồi. Một pha né con ve cốt rất là tốt. Ui, nhưng mà con đó là pha cover tốt đến từ vị trí của... có không được hay không đây? Không kịp rồi. Đây phải thực sự là quá hồi hộp. Nếu mà nhanh hơn một chút thì có lẽ là TG Steelnet sẽ phải ra đi trong tuần vừa rồi. Nhưng mà con Mordekaiser vẫn gồng kịp trong tuần vừa rồi. Rất nghẹt thở đến từ vị trí của Steelnet rồi. Lobby quá cân đi khi top 1 chỉ là 19 máu. Top 1 19 máu, GUG 17, Gimmy 15, Ngọc Sáu Múi đang cháy. Bài Ngọc Sáu Múi tôi đánh giá là đang mạnh nhất trong lobby. Nhưng mà phải nói là nếu mà Ngọc Sáu Múi gặp cho mình nhà Varus thì tôi nghĩ là kèo này cũng là 50-50. Nếu mà có 50, một con Volibear CC tốt, Heimerdinger ném tốt thì có lẽ là một chiến thắng dành cho Ngọc là hoàn toàn có thể. Bởi vì bốn thuật sĩ cùng với cái xe các ám thì lượng lên mana của con Heimerdinger là rất nhanh. Gặp lại nhà Ngọc Sáu. Và đây là hai thầy trò đường tăng gặp lại nhau, nhưng mà Daina lần này có thể bị ném đi bởi con Syndra. Đúng là như vậy rồi. Với cái việc mà bị reset như vậy, lần này Steelnet liệu rằng có thể làm Mordekaiser càng vào đập quá tốt rất điểm đi vị trí Heimerdinger. Còn đó là Syndra, còn đó là Teemo. Liệu rằng con Mordor này đó là và không được, và TG Steelnet có lẽ phải dừng lại ở vị trí năm rồi. Một bài đấu thực sự là quá mạnh của Ngọc Sáu Múi khi mà có cho mình ở trong đội hình là hai trong số năm tiền 2 sao ở level 8 là Volibear 2 sao cũng như là con Heimerdinger G2 lấy ở chợ, rất là quá mạnh ở thời điểm này. Tôi tin rằng đó là giống như là một tên ép chết với nhà Ngọc Sáu Múi và Ngọc nhà của Steelnet vậy, khi mà vừa gặp xong. Thực sự là bài của TG Steelnet rất phụ thuộc con Daina, nhưng mà con Daina lại gặp một cái con thực sự là quá cao tờ là con Syndra. Nếu mà con Daina CC được thì có thể là một chiến thắng dành cho vị trí của TG Steelnet, nhưng mà không, đây là bài 4 thuật sĩ và có Syndra. Vâng, tưởng chừng rằng Ngọc Sáu Múi đã dừng lại ở top 8, nhưng với việc nhặt được con Heimerdinger. Đúng là như mệnh. Vậy, ở vòng đi chợ cùng với cả tuần đấu của TG Fit, Ngọc Sáu Múi lấy được cho mình một cái cấp trên người con Heimerdinger. Gần như là cứu Ngọc cả cái ván đấu này rồi, thực sự là như vậy. Vâng. Một con Heimerdinger 2. Khi mà Ngọc đã lên 9 kẹp cho mình là 3 thiết giáp thì rất khó khăn khi mà con Varus kia có thể xuyên qua cái lượng tanh này, rất khó rồi. Bài của Ngọc Sáu Múi quá khỏe khi mà đã lên 9 bây rồi. Bây giờ quá khỏe rồi, thực sự là như vậy. Để Ngọc Sáu Múi có khoảng trống và đã lên được 9 thì rất khó dành cho các đội tuyển khác. Gặp cho mình đối thủ là Give Me Do Sao, có một con Viego 2 cầm cho mình team băng cũng như là nỏ xét, ném tốt đến từ vị trí của Teemo. Teemo bên kia cũng là như vậy. Vâng. CC tốt đến từ cả Hyrel, Volibear hất tung.
con một pha cát chiêu của con Hummelingo gần dứt điểm đi được vị trí của Timo, nhưng mà còn đó là Timo lần cát chiêu thứ hai, 5.000 sát thương, quá sát lớn. Thương quá lớn, và con Shinra quá khó chịu đối với con Viego. Nhưng từ từ nha, nhưng không vâng, rất nghe vẫn thở. Là một chiến thắng dành cho Ngọc mà thôi. Gấu ba máu, Gimmy 5 máu, Ngọc 4 máu và Kamakaha 7 máu. Hai thành viên của GF đang có mặt ở trong top 4 này, một thành viên của Fathen cũng như là một phần thành viên của NS đang có mặt trong top 4, hai thành viên của GF. Thực sự khi mà gọi cái bảng đấu này là một bảng đấu tử thần hoàn toàn không sai, khi mà chúng ta có thể thấy cái lượng máu của cái lobby này top 4 vẫn còn nguyên dành cho 4 người, và cái việc mà lượng máu chưa ai có nổi 10 máu trong cái lobby này cả. Cái sự khó chịu của bộ thuật sĩ đó đến từ con Sidra, khi mà những con Viego, khi mà những con Diana nhảy về đằng sau thì hoàn toàn có thể bị ném đi bởi khả năng sử dụng kỹ năng của con Sidra này. Gặp cho mình đối thủ là Makaha, một con Thread 3 cũng như là một con Virus 3, nhưng mà lần này Ngọc xếp không hất tung được vị trí của Virus. Virus đang bắn free, Sidra ném đi vị trí của Garen, một lần cát chiêu của con Hummelingo gần dứt điểm đi vị trí của Virus rồi. Virus vẫn đang bắn, liệu rằng Virus có thể gánh không? Câu trả lời là quá không, lượng sát thương. Ui từ từ nha. Không, câu trả lời vẫn là không. Và Makaha phải dừng lại. GUG cũng là như vậy. Và chỉ còn lại hai thành viên đánh cho mình là Timo cũng như là Hummelingo. Gimme do sao? Một Ngọc cái máy mới. Chiếu dành cho Ngọc rất tuyệt vời. Khi đây là cái đồ hình như là game F top 1 rồi. Một cái máy chiếu hoặc là một cái lốc vào cái thời điểm này, nó gần như nó làm cho bài của Ngọc Sáu Mũi trở lên quá mạnh, quá mạnh so với bài Gimme. Gimme đánh một bộ bài phụ thuộc vào sử dụng kỹ năng mà Ngọc lại ra cho mình một cái máy chiếu như này, thì thực sự là top 1 hoàn toàn có thể dành cho vị trí của Ngọc. Chính xác là như vậy, khi Gimme Nhô Sâu lại ra cho mình một cái biến thiết giáp không liên quan gì khi mà sát thương của Ngọc. Vâng, nếu mà để mà nói thì Gimme lại do ra gặp nhà Ngọc đánh phép thì ra biến thiết giáp, nhưng mà Ngọc lại có cho mình một cái máy chiếu thì quá ngon dành cho vị trí của Ngọc rồi. Ghép cho mình là 4 bí ẩn luôn. Cho bí ẩn vào, mình nghĩ là hoàn toàn hợp lý dành cho vị trí của Ngọc mà thôi. Liệu rằng là ở cái turn này Gimme Nhô Sâu đang muốn tìm cho mình những quân cờ, đó chính là bí ẩn một con Kindred 2 được update. Có lẽ đột biến ở cái turn này chỉ là một con Viego thôi, nhưng quá khó khi mà có một con Shinra đang đứng cạnh con Hemlinger. Rất khó chịu rồi, 4 bí ẩn. Một máy chiếu thì hơi khó dành cho Gimme, nhưng mà liệu rằng pha combat này nó là như thế nào đây, chiếu như thế nào đây? Ghép đồ thôi. Chiếu tốt đến từ vị trí của Ngọc. Một pha cướp đến từ vị trí. Vuốt dòng đang suy nghĩ và cho mình là con Timo rồi, hất tung tốt đến từ vị trí của Volibear. Đã cướp được cho mình con Timo rồi nha, chưa chắc nha, bởi vì con Viego này vẫn còn nguyên máu. Cứu cứu sinh tốt đến từ vị trí kinh vẹt, còn đó là Timo. Timo ném lần hai không, chưa chạm được vào vị trí của Hummelingo bên kia, nhưng mà con Timo chưa một chấm máu, nhưng mà chưa bị dứt điểm, và có lẽ là một chiến thắng dành cho Gimme không? Đang rất hồi hộp, và có lẽ là một chiến thắng dành cho Gimme rồi, mặc dù ra được máy chiếu, gặp dù là kẻ bí ẩn, nhưng mà sự khó chịu đến từ con Viego cầm tim băng hắc ám cũng như là nó sẽ hắc ám, kết hợp với khả năng cò quay đến từ vị trí của Hecarim cũng như là vị trí của Reo, nó làm cho đội hình của Gimme giành chiến thắng trước đội hình của Ngọc rồi. Một turn mà con cả đội hình của Gimme Nhô Sâu làm quá tốt, khi mà con Kindred có thể đã cover cực tốt, con Viego đã làm tất cả những gì có thể rồi, và một pha không có con Shinra đứng cạnh đến từ vị trí của con Shinra đứng cạnh vị trí của Hemlinger rồi, rất khó khăn. Đúng là như vậy, và phải nói là một cái pha giao tranh mà tưởng chừng với cái máy chiếu thì Ngọc có lợi thế trước bài của Gimme do sao, nhưng mà một pha combat Volibear hất tung tốt đến từ vị trí của Ngọc, nhưng cái kịp cứu sinh nó cứu lại cho Gimme do sao. Con Timo đó, con Timo còn một chấm máu, cầm cho mình và Sojin và hai clip phép vẫn xả được chiêu, và là một chiến thắng dành cho Gimme do sao. Tôi nghĩ là hoàn toàn xứng đáng khi mà một bài đấu mà Gimme do sao ở tuần đấu cuối cùng anh ta ra thiết giáp không có quá nhiều ý nghĩa, gần như là chấp một đồ so với cả bài của Ngọc Sáu Múi, nhưng mà bằng một cách nào đó, một pha combat hay, thì Gimme do sao có cho mình một top 1 để mang về lợi thế dành cho team của GF1. Vâng, một đồ coi như là một đồ kháng, một đồ khắc chế trực tiếp luôn, khi một cái máy chiếu của Ngọc quá pinh đi. Nhưng con Viego nó là một cái gì đấy nó quá khó chịu khi mà nó đứng giữa con Timo của Ngọc và con Hemlinger. Đấy là một cái tim băng hắc ám và một cái nỏ xét hắc ám. Đấy là sức mạnh của con Viego khi mà nhảy trúng góc được vị trí của Hemlinger, làm cho Hemlinger mất quá nhiều thời gian để thi triển kỹ năng. Và lần thi triển kỹ năng đầu tiên không dứt điểm đi được Timo bên kia thì có lẽ là dấu chấm hết dành cho vị trí của Ngọc Sáu Múi rồi. Vâng,
đúng như chúng ta thấy game đấu đầu tiên chúng ta có ngay một trận đấu rất mãn nhãn. Quá hay, thực sự là phải những round đấu cuối cùng chúng ta mới biết ai là người có cho mình top 1. Và các khán giả chúng tôi, các bạn đừng đi đâu cả, đừng quên follow kênh Nimo TV 1G để có thể theo dõi giải đấu của chúng ta hàng tháng. Một tháng chúng ta sẽ có hai giải đấu, một giải dành cho cá nhân và một giải dành cho đồng đội. Và có lẽ mình và Vũ cũng như tất cả các khán giả sẽ đến với bảng điểm sau trận đấu đầu tiên của trận bán kết 2 thôi. Vâng, chúng tôi sẽ quay lại trong khi game đấu thứ hai được bắt đầu.